nơi để cho anh chị có thể phụng dưỡng cô không? Không, cô không chưa có nghĩ cái chặng đó. Cô không nghĩ con khỏe là con còn đi. Thứ nhất là mình đi có cái sức khỏe, mình có đồng tiền ra vô, con cái khỏi phải lo. Thứ hai, đi khi nào để cho con dâu nó nghiệp cũng tội nghiệp nó. Nó mẹ mẹ, thì con muốn nó nghiệp bố mẹ. Trời ơi. Nó mà con phải nói nghiệp bố mẹ là con phải nghe mẹ từ ly từ tí, chứ mẹ không bao giờ mà để sai cái cách của mẹ là. Theo được thì mẹ cứ chỉ từ từ, năm này không được, năm sau không được nữa. Con học cái được cái chút nào chưa, kinh nghiệm chưa? Con có học được có xíu xíu à. Trời ơi. mới 6 tháng mà, mới 6 tháng hả? Con bào đu đủ là mẹ ưng. Nhưng mà con làm ớt với giấm thì mẹ chưa chịu. Bị chửi. Cô tên là Cao Thị Năm. Năm nay là cô 60 tuổi. Dạ. Là ở phường 15 quận 10 mình á. Dạ. Gần đây là con dâu cô. Dạ, chào chị ạ. Chào gái. Con chào chú Huyền Linh. Dạ, anh chị, chào chị Lê Lộc. Dạ, xin chào khán giả. Em tên là Trúc Ly. Năm nay 28 tuổi, đến từ thành phố Sóc Trăng. Người miền Tây. Cái lần đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình á, cô ấn tượng gì với cô gái xinh đẹp này? Cái lần đầu tiên là cô thì gặp con dâu nó thì nói thiệt là cô chưa có biết mặt. Nó đến thời gian là hai đứa tìm hiểu thì nó có đem về là về con trai cô có nhà riêng. Thì nó đem về được một bữa tối mà mẹ ơi, con dâu của mẹ về. Đó vừa thôi, cho nó ở đó đi. Sáng mai mẹ lên mẹ coi mặt con dâu mẹ. Đó, ai ngờ là mình lên nó về rồi. Buồn ơi là buồn. Dạ. Đó vừa thôi. Không biết đến khi nào. Nó vừa 15 ngày sau là em quay về. Dạ. Quay về đây thì cô nói thôi cũng được đó, mẹ ứng đó. Nó mà không biết sau này sao từ từ tính. Thấy là ưng liền. Cô bé rất là dễ thương. Dạ, mà đúng rồi, ưng liền. Chị ơi, chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ em làm 6 tháng rồi chị. Rồi từ từ. Nhưng mà trước đó mình đã biết mẹ lâu chưa? Đó là quen chồng của em á, là dạ. Chỉ là nghe nói chồng nói sơ về mẹ thôi. Nói mẹ, mẹ khó lắm. Em khác nữa. Thế lại mẹ giỏi và tháo quát nữa. Nghe em sợ nè. Trời ơi chết rồi. Con thì ngu lắm, với lại khò đó. Với lại không có được nhanh nhẹn á, chậm chạp. Sợ về chung rồi sống sao trời. Sợ bị chửi lắm. Nhìn dễ thương quá trời. Con nghĩ sao mà con ngu, con khờ, con chạp. Thấy con là rất là lanh luôn á. Đúng rồi, nhìn thân thiện lắm luôn á. Ừ. Nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng tương lai đó, chị cảm giác như thế nào, có ấn tượng điều gì không? Lần đầu tiên là chồng, lúc đó là chồng có nhà riêng rồi. Qua nhà chồng. Chồng nói anh chở em qua nhà qua mẹ nha. Rồi bắt đầu cái rung, thầy nghe kể là rung á. Yeah. Đi tới trước cổng nhà đâu dám vô đâu, nên đứng đó hoài, nói vô đâu thôi bị chửi đó. Cái mở cửa cũng vô, nói con chào bác mà mẹ không có trả lời nó. Vậy thôi à? Đâu. Trời ơi là sợ em quá. Tâm lý đánh lô tô trong lòng vậy nè. Sợ. Ủa nhưng mà sao lúc đó mình căng quá vậy cô? Không nói đi đâu mình cũng phải thử lòng chứ. Mình thà làm căng trước đi. Yeah. Chứ sau này mình dịu là vừa. Chứ mình dịu mãi mãi mốc căng không được. Cho nên là cô là đánh cái tâm lý trước. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh hạt ngọc trời quê ta. Hát vang lên với ba không, hạt ngọc trời gạo chuẩn, hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Rồi sau đó về làm dâu thì sao cô? 6 tháng làm dâu của con thì cũng được. Anh cũng chịu khó, hắn biết nghe lời. Cũng công nhận là cô thấy thích. Cô nói một cái gì cái mẹ nói con biết nghe, chứ còn con không được cãi lại. Mà nếu mà mẹ có lỡ con nói sai thì con cứ im, khi nào mẹ vui con có quyền góp ý. Dạ. Thôi, chứ mẹ không có bắt bẻ con. Bởi vì mà con dâu cũng là con gái của mình. Nó còn con gái mình là con dâu người ta. Về con dâu có nấu cơm nấu nước này kia, lo rửa chén rồi dọn dẹp rồi giặt quần áo cho mẹ chồng không? Không, nói chung thì cái việc đó này nó chưa phải làm. Yeah. Bởi sao là mẹ là làm được, mẹ đang làm. Và các con chỉ chịu khó là lo cho vợ chồng đi. Mẹ đang khỏe mà mẹ làm được. Chứ mẹ chưa phải đủ cái chuyện đó mà có về dưới đây nó đi bán thì cơm nước nhà cửa thì nó cũng nấu. Mà đa số là mẹ nấu nhiều hơn nó. Mẹ lo hết cho nó. Nó không phải làm nha, chỉ đi với mẹ thôi. Nó đi phụ bán với mẹ đúng không? Đi phụ bán mẹ. Dạ, nhưng mà chị, hai mẹ con mình có điểm chung nào với nhau không? Điểm chung là nói nhiều. Là hay tâm sự với nhau lắm đúng không? Hai mẹ con gặp nhau lúc đó là ban đầu là sợ. Khi đi bán với mẹ, mẹ nói nhiều lắm. Cái tâm sự mà chắc chứa lâu nay mẹ không nói ra, mà tự nhiên mẹ nói ra, nói nhiều lắm, nói kể này kia mà cũng có điểm chung.
Vậy thì con trai của mẹ với con dâu là có tính bao giờ có cháu chưa? Cái đó thì nó chưa có tính. Hiện tại là nó là con trai của cô đó, là nó đồng giới. LGBT. Cái đó gì đó thì cô nói vậy. Về từ cái hồi nhỏ đó thì cô đẻ được hai đứa con gái trước, vì nó là tính là cũng là con gái. Nó mà cũng không cái kiểu như trò xui trò khiến gì cô không biết. Đi cắt tóc cho nó là cắt tóc con trai, mà lại cho nó mặc đầm. Thì cô không biết sao. Cho đến khi này, anh lớn là anh không bao giờ nó mặc đầm, mặc áo đồng bộ như mình đâu. Chỉ áo thun quần tây, cứ vậy thôi. Nhiều khi cô con gái của cô á dắt cô gái này về, nói đây là con dâu của cô, thì cô cảm giác thế nào? Cô nói thiệt cô cũng hơi sợ. Sợ là bởi sao? Vì con của cô vậy, mà con này là con gái. Thì cô nói thiệt, con ơi chờ tình hình thế này thì con sao? Con chấp nhận mẹ. Nếu mà chấp nhận không hối hận nha con. Chứ hối hận là mẹ không có chịu á. Đã chấp nhận là con hối. Cô trước đó là chị có dắt ai đó về ra mắt cô chưa? Nhiều lắm cô anh ơi. Con trai đến trình rực cũng có, mà con gái, con trai đến là dứt điểm thôi, nó không chịu. Nó không nói chị. Còn đến khi ăn dắt cùng mấy đứa con gái về, nó mà mắt cô không chịu. Cô thôi không được, mẹ là mẹ không chịu rồi đó. Nó mặc sao cái duyên cái nọ sao gặp con này. Nó dắt về thì cô mới thấy là cô thôi được cũng được vậy. Để cho các con sống cho nó vui. Thì nó ngày xưa thì hơi bị người này nói kia, nhưng mà đến bây giờ thì nó không còn nữa cô ạ. Giờ thì thật sự là tất cả mọi người bình đẳng với nhau, có quyền yêu thương, có quyền hạnh phúc với nhau rồi. Không có lo điều đó, quan trọng là con mình hạnh phúc là được rồi ha. Với lại cô gái này quá dễ thương luôn mà. Sao không chịu được? Đi bán chung với mẹ suốt ngày vậy đó hả? Dạ, đi bán với mẹ người ta nói là con gái cô hả? Người ta không nghĩ là con dâu. Mà đi bán là mẹ chở em không à? Mẹ chở không à? Tại chở mẹ không nổi. Có 42 kg. Ủa mẹ chở con làm sao chở cái xe đó? Cái xe gỏi của cô đó. À, xe gỏi khô. Ừ. Có cái yên ở sau nè. Có ngồi sao? Dạ con ngồi sau mẹ con chở. Mẹ vừa chở khô bò vừa chở con. Dạ đúng rồi. Trời đất ơi. Trời ơi thương quá vậy. Không phải biết sao không? Giờ mình lớn tuổi mà mình nhìn khỏe hơn nó. Nói thiệt cho mình khỏe hơn nó luôn à. Mà có lỡ mình có để cho nó chở là chẳng qua mình bắt ép sức lao động nó. Chẳng may nữa mình bị té, nó bị té rồi cô. Trời ơi thương không? Thôi để mẹ chở đi, mẹ chở được. Mẹ chở bố được thì mẹ chở con được không sao đâu. Khi nào mẹ không đi được kẻ tính. Dạ. Cô hôm nay 60 tuổi rồi, là bố chồng nhiêu tuổi rồi? Ba chồng con là 96. Trời ơi 96 tuổi đó con. Ôi. Tức là lớn hơn cô ba con giáp. Đúng rồi. Ồ, vậy thì chắc ông bây giờ chỉ ở nhà thôi hả chị? Ba ở nhà nuôi chim, nuôi gà, nuôi chơi gì. Lúc trước là lúc em chưa về làm dâu á, là ba có đi bán với mẹ. Mà thấy lúc đó là về thấy ba cực lắm. Thấy thương, mình thấy thương. Mình thấy ba ngồi mẹ chở ba mà nhìn thấy thương lắm, thấy tội lắm, xót xa lắm. Có lần mà em đi về quê chơi á, về mẹ đẻ chơi á, xong cái thì thấy về tới bến xe là 8 giờ mấy là về tới nhà mẹ chồng á, thì bỏ quần mà người á, xong cái hỏi thằng Út, nói ủa mẹ ba đâu rồi, nói mẹ ba đi bán rồi. Kêu chồng nói anh ơi chở em qua bên mấy cái bực kè á, xong coi có ba không, trời mưa đang mưa lâm râm nữa, thôi kêu chở ba về đi, em đi bán với mẹ. Trời đi tới rồi kè hang thấy ba mà ngồi sau xe mà mẹ đẩy á, thấy xót xa, nhói trong lòng, thấy thương mẹ con kể mà chú cũng xót cho bà. Dạ, ba con nữa đó, xót xa lắm luôn. Kêu về cũng... mà không chịu về đó. Thì ở nhà đó mình có bao giờ nấu cơm hay lo lắng cho ba mẹ chồng này kia không? Dạ nói chung là con mang tiếng làm dâu nhưng mà chưa có làm dâu ngày nào hết. Dâu. Dạ thì chú nghĩ rằng nên gọi lâu lâu mình phải tổ chức một cái buổi đi chợ nào đó, mình nấu ăn rồi mình mời ba mẹ chồng ăn để tỏ rõ cái tình yêu thương của mình. Biết rằng con rất yêu thương mẹ chồng, cha chồng rồi, nhưng mà cần có một chút xíu hành động gì nữa. Ông trời nói đây gần như thành lập á, hiện tại cái đồ ăn uống của ông là rất khó. Con cái không đứa nào chịu được ông. Đúng con ruột của ông chứ đừng nói là con dâu. Chỉ có mình cô chịu được ông thôi. Cho nên nói đó con gái với con trai, cô nói mẹ ơi sao mẹ chịu quá vậy. Bố con ơi, bố con già rồi, chúa trên cái buồn rắc rụng rồi. Mình chịu không có là nhiêu đâu. Đó mà các con mai mốt các con không có mà chiều nữa đó, các con phải hiểu vậy. Nhưng mà cô ơi, sao cô không nghĩ là mình làm đến bao lâu đó rồi mình về mình nghỉ ngơi để cho anh chị có thể phụng dưỡng cô không? Không, cô không chưa có nghĩ cái chặng đó. Cô nghĩ còn khỏe là con còn đi. Thứ nhất là mình đi có cái sức khỏe, mình có đồng tiền ra vô, con cái khỏi phải lo. Thứ hai, đi khi nào để cho con dâu ăn nó nghiệp cũng cộng nghiệp nó. Nó mẹ mẹ, thì con muốn nó nghiệp bố mẹ. Nó mà con phải nói nghiệp bố mẹ là con phải nghe mẹ từ ly từ tí, chứ mẹ không bao giờ mà để sai cái cách của mẹ làm.
theo được thì mẹ cứ chỉ từ từ, năm này không được năm sau, năm con sau không được nữa. Học chưa, con học được cái chút nào chưa, kinh nghiệm chưa? Con có học được có xíu xíu à. Trời ơi. mới 6 tháng mà, mới 6 tháng. 6 tháng hả? Con bào đu đủ là mẹ ưng. Nhưng mà con làm ớt với giấm thì mẹ chưa chịu. Bị chửi. Bị chửi hả? Mẹ chửi dữ không? Chửi dữ lắm. Sợ không? Bắt đầu thì sợ, bây giờ trai rồi. Không con sợ nữa. Đó là quen luôn đúng không? Mẹ em có tính xấu là ví dụ trong gia đình á, năm người con thì nó một người sai thì lôi ra chửi hết. Đứa, cái đứa mà không làm sai còn chửi hơn đứa làm sai nữa. Tại vì thấy sai mà không sửa, bị đánh luôn. Vậy là mình có hay bị cái trường hợp đó không? Em chưa từng chị. Chắc mà trong tương lai chắc có. Tương lai cũng có thiệt. Đôi khi mẹ không áp lực tránh cuộc sống quá. Dạ đúng rồi. Rồi phải lo cho con cái này kia nhiều. Đôi khi về nhà cũng hơi giận. Dạ, dạ. Mà tao nói giận quá chém thớt á. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Ở trong nhà cô là xã là bởi sao? Chờ ví dụ 5 người nè. Ở nhà mà có đứa em hay đứa anh mà làm sai, con là anh, tại sao con không nói là chính thức con là đồng phạm? Đó, cô là vậy đó. Yeah. Mà em làm sao? Sao không chỉ là anh, bố mẹ đó, mẹ rất khó nha, mà làm sai làm cả nhà bị lạ luôn chứ không phải một riêng lần. Đó là cái cách của cô thôi. Yeah. Còn về nhà, còn cái tính của cô xấu nữa. Về nhà mà cái nhà cửa mà cô thấy cái chén bát mà thấy không sạch là cô cũng la lắm. La từ người lớn đến người nhỏ luôn. À, tính cô là chỉ có hai cái đó là điểm xấu nhất. Có bao giờ mà hai chồng cãi nhau trước mặt mẹ không? Dạ chưa, chỉ có một lần duy nhất luôn. Lúc đó là hai đứa giận nhau xong cái em tính cũng hơi nóng, hơi trẻ trâu xíu. Cái nói là thôi xách đồ gì mẹ đẻ không ở nữa. Cái xong á, xách đồ đi anh chở em cả bến xe. Mà đâu có chở ra bến xe khôn lắm. Chở ngay về quận 10 ngay nhà mẹ nè. Trời ơi, cho mẹ đó. Là thừa biết là mà mẹ không cho đi á. Vô tới nhà mẹ hỏi, ủa hai đứa mày làm gì vậy? Con trả ly về, con không ở nữa, con không thương nữa. Ủa sao kỳ vậy? Hai đứa có gì từ từ nói với nhau mà sao? Mà mai sao mẹ không chở ra bến xe mà chở qua đây làm gì? Mày cố tình hả? Mày dĩ là đúng rồi, giải hòa lại. Dạ, là dạ. Xe giải hòa xong chừng khoảng một tiếng mấy, hai đứa cũng hòa nhau rồi xách xe về. Nhưng mà giữa chị với mẹ có cái kỷ niệm nào đáng nhớ không? Kỷ niệm đáng nhớ thì chưa có gì nhiều. Nhưng mà có một lần là đi bán với mẹ. Người ta bán, người ta mua gỏi với mình á. Nhưng mà người ta chưa có đưa tiền cho mình, mà mình đưa tiền khối cho người ta trước. Xong cái người ta không trả tiền cho mình luôn. Người ta đi mất tiêu luôn. Hỏi, ủa mẹ ơi, người ta trả tiền cho mình chưa? Nó, ủa mẹ đâu, mẹ đâu ha, mẹ chưa có lấy tiền. Xong rồi người ta lấy hai một hộp gỏi với 200 ngàn, là mất 200 ngàn, mất trắng luôn. Xong mẹ cũng không nói gì, nói kệ đi con, mất thì thôi, không có đáng là nhiều hết. Nên là mẹ không chửi một tiếng nào luôn. Rồi lúc đó sợ lắm, chứng tỏ là mẹ thương giàu chứ. Tự nhiên lúc đó mình ngu ngang vậy á. Không hiểu luôn lắm. Cái này em hỏi chuyện nhạy cảm xíu nha. Chị bán chung với mẹ rồi mình có được lương không? Có chị. Có lương luôn hả? Có lương luôn. Giờ học được nghề mà được có lương nữa đó. Trời ơi sao? Giờ hiện tại giờ này cô nói thiệt, nó đi bán với cô á, một ngày mà được nhiều thì cô cho 300. Còn một ngày ít thì cô 200. Một ngày ít nữa cho 150. Cô vậy con đi bán phụ cho rồi đi lấy khô bò thôi. Đúng rồi, lấy khô bò ăn hả? Chú xin một chiếc xe đâu đi con. Chú đi. Nói chung là câu chuyện ngày nay rất là cảm động. Thật sự mà nói thì chú nghĩ rằng với tình yêu thương đó, mẹ chồng nàng dâu sẽ gần nhau hơn, yêu nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Hôm nay có thư của chồng con gửi cho con nè. Chú đọc cái gì đây? Chú đọc được chung dài cả dạ. Gửi mẹ yêu của con không biết đã bao nhiêu lần con làm mẹ buồn rơi nước mắt. Con lại không dám nói lời xin lỗi với mẹ. Nhân dịp trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu này, con muốn gửi lời xin lỗi đến mẹ của con. Con xin lỗi mẹ vì tất cả có những lần con nói những lời không hay làm mẹ khóc, nhưng mẹ vẫn tha thứ cho con. Đối với con, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trong lòng của con. Sự hy sinh của mẹ rất lớn, con không biết đến khi nào con mới trả công ơn của mẹ được. Con chỉ cầu xin Phật trời cho mẹ nhiều sức khỏe để con được báo hiếu cho mẹ nhiều hơn, bù đắp những gì con đã làm cho mẹ buồn. Vợ con rất là hậu đậu, có gì á sai mẹ dạy vợ con nhé. Con biết mẹ thương vợ cũng như là mẹ thương con vậy. Từ giờ con và vợ con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa
để không làm mẹ buồn mẹ à. Gửi vợ, từ khi quen nhau đến bây giờ, tuy thời gian không dài, anh cảm thấy mình rất hạnh phúc khi đoạn đường có em đi cùng. Anh mong tụi mình sẽ cùng nhau nỗ lực để vun đắp gia đình nhỏ này em nhé. Thương mẹ và yêu vợ. Lời rất là ngọt ngào ha. Con thấy thế nào cô? Không, cô nói chung con nó cũng được lắm. Nó không có bao giờ nó cả mẹ mẹ la ni hết trong thôi. Nó cũng biết cái tâm của nó là cô nói từ trong nhà cô hiện tại là có 5 đứa con. Cô có 5 đứa con. Mà trong đó có nó là với thằng em. Cô là hai thằng con trai á. Thương mẹ nhiều hơn, lo cho mẹ nhiều hơn mấy đứa con gái. Cho nên cô nói thiệt, lương tâm của cô nghĩ con dâu là con của mẹ, còn con gái của người ta. Anh cảm nhận thế nào những cái lời chia sẻ của chồng em với mẹ? Đối với em là chồng em á, rất là rất thương mẹ lắm. Thương chứ, Tú là người ngoài chú còn thương mẹ con nữa đó. Ngày hôm nay thì cô muốn con dâu của mình thay đổi điều gì trong cuộc sống hay không? Trời, cô chả có muốn gì chứ làm sao, là theo mẹ là được rồi. Nghe mẹ là được rồi, không có phải nghe mẹ được rồi, không có thay đổi gì hết á. Còn ai nói sao được. Còn con dâu thì sao? Mẹ em gì hoàn hảo rồi chị. Với lại là mẹ phải giữ gìn sức khỏe á, cái chân mẹ còn rất đau, cái khớp còn đau lắm. Mẹ giữ gìn sức khỏe không có suy nghĩ nhiều á, suy nghĩ nhiều cho con cái nhiều quá rồi á, sợ bị tổn thương tâm lý á. Mẹ giữ gìn sức khỏe nha, đi bán với con còn chở con nữa. Thôi đi bà, ông già rồi bà. Rất là dễ thương luôn. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình ha. Cái dĩa có hình linh đây lọc. Lôi bỏ kho bò này mình ăn. Đúng rồi đó. Dạ, con xin cảm ơn cô và chị. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô phần quà. Đây là bộ gối của thương hiệu Elina. Còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình nè. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn chương trình. Dạ.